Okay, hello, xin chào bạn. Mình là Yahoo đến từ channel Quạt D. Và không biết là các bạn có bao giờ nghe về kiểu FM hole hay gọi là khung hình đứng chưa? Nó đổi lại giống như vậy nè. Nó đại loại như vậy đấy. Thì hôm nay, video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về FM hole, về khung hình đứng. Và hy vọng là với cái effect này thì nó có thể giúp các bạn sáng tạo ra nhiều cái khung hình nó mới lạ hơn, đặc sắc hơn. Và kiểu như vậy nè. Baby anh thích đi bên em, anh xin qua bên em, anh không thích hai ba câu tình nhắn. Từ từ, trước khi vào trong cái phần giảng á, thì mình muốn nhắc khéo các bạn như thế này. Hiện tại bên channel Quả Đi Review á, thì mình mới làm một cái video review về một cái con game Don't Starve. Thì cái link của video mình để đâu đó phía trên của video này. Hy vọng là các bạn ủng hộ nha. Cảm ơn. Thường để đóng băng khung hình á, chúng ta sẽ có hai cách. Cách 1 là các bạn đưa kim thời gian đến cái vị trí mà chúng ta muốn đóng băng. Và các bạn click chuột phải vào layer video, chọn vào frame hole. Thì từ cái kim thời gian mà bạn đang để trở về sau, khung hình nó sẽ đứng yên hoàn toàn. Cách này thì nói thật là quá đơn giản và cơ bản luôn. Nhưng nếu như trong trường hợp bạn muốn khung hình nó đứng yên một vài giây, sau đó lại tiếp tục chạy như bình thường, thì làm sao? Thì vẫn đưa kim thời gian đến cái khung hình bạn muốn đóng băng, click chuột phải rồi chọn vào Insert Frame Hole Segment là xong. Lúc này layer của chúng ta nó sẽ tự nhiên chia làm 3 phần. Phần đầu là bình thường đúng không? Phần giữa là cái phần đứng yên, còn phần sau là phần tiếp tục. Cơ mà nếu làm cách này á, thì các bạn sẽ bị một cái vấn đề. Đó chính là các layer ở dưới và ở trên nó sẽ bị cắt và dời ra hai bên, để khoảng trống cho mỗi cái layer đứng yên nằm ở giữa thôi. Và nếu số tầng layer của bạn mà dày á, xài cách này rất là dễ bị lỗi. Nhớ cẩn thận nghe chưa. Và ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một tip làm sao để làm nhanh hơn và đỡ bị mắc lỗi hơn. Đó chính là các bạn đưa kim thời gian ra đúng vị trí mình cần, sau đó cắt layer ra làm đôi. Nhấn Alt copy layer sau ra một cái khoảng, đặt ở đâu cũng được. Rồi sau đó ở layer giữa chúng ta chụp phải vào và add frame hole thôi. Trong quá trình làm các bạn lưu ý là không thay đổi các kim thời gian nha. Cái cách thứ hai thì chúng ta làm khác một chút, tức là chúng ta sẽ không đóng băng khung hình nữa mà chúng ta xuất thẳng ra thành một tấm hình riêng lẻ bên ngoài luôn. Ngày xưa khi mà chưa biết tới cái này á, các bạn biết mình chơi cái kiểu gì không? Là mình sẽ chụp màn hình lại, sau đó di chuyển nó vào trong pen, rồi sau đó từ pen xuất ra một cái tấm hình, rồi sau đó mang lại vào trong Premiere. Nó cũng có thể nói là rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần đưa kim thời gian đến tấm hình bạn muốn, rồi sau đó click vào trong cái icon máy ảnh Export Frame ấy. Rồi sau đó đặt tên này, chọn format là hình PNG giúp mình. Tại vì cái hình này á, giúp các bạn làm được rất là nhiều việc, đặc biệt là cái việc mà tách nền. Rồi các bạn sẽ chọn là xuất file ra ở cái folder nào trên máy tính. Cái dấu tích import này tức là sau khi mà bạn xuất file ra, nó sẽ tự import vào trong cái khung project cho chúng ta luôn. Các bạn khỏi cần phải ra window để kéo vào cho nó mệt. Cơ mà ở đây mình vẫn muốn dặn các bạn một điều rất là quan trọng, là nhớ đánh dấu lại cái frame mà bạn vừa xuất tấm hình ra, để lát còn biết frame gốc nó nằm ở đâu. Tích vào layer muốn đánh dấu rồi bấm phím M là được. Vừa nãy chắc là các bạn đã thấy mình kéo cái file hình của chúng ta vào trong cái timeline rồi phải không? Các bạn cứ xem nó như là một layer video đóng băng vậy thôi. Nhưng các bạn có thể click chuột phải vào trong cái tấm hình đó và link qua Adobe Photoshop. Đây là cái lợi thế khi mà các bạn sử dụng chung một hệ sinh thái của Adobe đấy. Sau khi Photoshop mở lên thì cái việc của mình bây giờ chắc là các bạn biết là làm gì rồi đúng không? Mình sẽ tạo một cái vùng chọn xung quanh nhân vật và xóa bỏ cái background đi. Cách làm bên Photoshop thì cũng đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần dùng cái tool này để chọn vật thể mà các bạn muốn cắt. Chỗ nào mà chúng ta không chọn á, thì nhấn giữ Alt để nó xóa cái vùng chọn đấy đi. Sau khi các bạn tạo vùng chọn ok rồi, chuẩn rồi, chúng ta bấm tổ hợp phím là Ctrl G để nó tách cái vùng chúng ta vừa chọn ra thành một cái layer riêng. Và các bạn chỉ cần xóa cái background dưới đi là xong. Đây là lý do tại sao mình kêu các bạn sử dụng format là PNG. Vì khi bạn xóa cái background đi, mọi thứ phía sau đều trong suốt và chỉ có mỗi hình của chủ thể thôi.
Sau khi cắt vẽ xong thì các bạn chỉ cần bấm một cái tổ hợp phím là Ctrl S để nó lưu lại cái hình này là xong rồi. Bây giờ chúng ta trở lại Premiere thôi, chắc là các bạn cũng thấy kết quả rồi đúng không? Giờ thì đương nhiên là các bạn có thể kéo một cái layer background vào phía dưới này, nhìn. Rồi sau đấy là một cái layer chữ này. Sau đấy thì chúng ta đi motion hay là add effect hay add transition vào cho từng layer để cho nó biến tấu cái khung hình nó đẹp đẽ hơn, đó là tùy vào các bạn. À, về cái effect mà mình vừa kéo vào trong layer chủ thể thì đợt trước mình có share cho các bạn một lần rồi. Nếu các bạn muốn tải thì mình vẫn để dưới phần mô tả của video này ha. Thương lắm mình mới share cho các bạn đấy. Giờ các bạn kéo những cái tầng layer đó về cái điểm đánh dấu là coi như xong. Và chúng ta cùng xem cái kết quả này. Phần này thì sáng tạo như thế nào lỡ các bạn nha. Nhiệm vụ của mình tới đây là xong rồi. Ok, như vậy là cái phần hướng dẫn về Framehole hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và hy vọng là nó có thể giúp ích được cho các bạn phần nào trong việc biên tập hay hơn và đầy tính sáng tạo hơn. Và sau Tết mà các bạn có nhu cầu và mong muốn học biên tập và dựng phim trên phần mềm Adobe Premiere ở một mức nâng cao hơn, ở một mức mà nó có thể giúp ích được cho cái công việc của các bạn, thì các bạn có thể tham khảo và đăng ký khóa học của mình. Link đăng ký khóa học thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả của video này. Và các bạn cứ nhắn tin đi thì bên bộ phận chăm sóc khách hàng của Quark đây sẽ tư vấn cho các bạn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video này. Mình là Diệu Hồng. Bye bye các bạn, nhớ xem video sau nữa nhé.